siêu phẩm của các loại siêu phẩm G63 trong truyền thuyết. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Vân Nam. Lời đầu tiên cho Trương Vân Nam xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho Trương Vân Nam cũng như là đại lý Mercedes-Benz Hasako trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn có một tháng mới dồi dào sức khỏe, may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió và có thật nhiều tiền để mua những chiếc xe mà Trương Vân Nam sắp sửa báo giá ở đây nhé. Đầu tiên, ngay cạnh tôi đây chính là chiếc C200 Avantgarde cực kỳ hot. Chiếc xe này là phiên bản năm 2022 All New và được thay đổi thiết kế hoàn toàn từ ngoại thất, nội thất cũng như là được thay đổi cả về động cơ nữa. Chiếc xe này hiện tại đang có giá niêm yết là 1 tỷ 669 triệu đồng và chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt, xấp xỉ 100 triệu đồng các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với người anh thứ hai trong gia đình C-Class, đó là chiếc C200 Avantgarde Plus. Chiếc xe này cực kỳ thú vị khi mà mang trên mình khối động cơ của chiếc C200 Avantgarde nhưng lại mang trong mình những option, những tiện nghi của chiếc C300 AMG. Chiếc C200 Avantgarde Plus này hiện tại đang có giá niêm yết là 1 tỷ 789 triệu đồng và cũng sẽ có những chương trình khuyến mại đặc biệt lên đến 100 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Chiếc C200 Avantgarde Plus này hiện tại đang có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám cùng với hai màu nội thất, đó là màu đen và màu nâu. Tiếp theo đó là chiếc C300 được lắp ráp tại Việt Nam. Chiếc C300 được lắp ráp tại Việt Nam này có rất nhiều option hơn so với bản nhập khẩu, tuy nhiên thì giá lại mềm hơn rất nhiều. Chiếc C300 này hiện tại đang có giá niêm yết là 2 tỷ 089 triệu đồng và có rất nhiều chương trình khuyến mại có thể lên đến tận 100 triệu đồng đấy các bạn ạ. Chiếc C300 này hiện tại đang có các màu ngoại thất như sau: màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám cùng với hai màu nội thất, đó là màu đen và màu nâu. Tha hồ lựa chọn các bạn ạ. Hãy cùng đến với những phân khúc cao hơn, đó là những chiếc E-Class. Ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc E180 Phaelip năm 2022. Chiếc E180 Phaelip năm 2022 này được trang bị thêm rất nhiều option giúp cho chiếc xe tiện nghi hơn, này, sang trọng hơn và đẳng cấp hơn nữa. Chiếc E180 Phaelip năm 2022 này đang có giá niêm yết là 2 tỷ 099 triệu đồng và đang có chương trình khuyến mại lên đến gần 100 triệu đồng nữa các bạn ạ. Ngoài ra, chiếc E180 Phaelip năm 2022 này sẽ có các màu trắng, màu đen và màu đỏ cùng với đó là hai màu nội thất là màu đen và màu nâu, tùy các bạn sự lựa chọn nhé. Hãy cùng đến với người anh thứ hai trong gia đình E-Class, đó là chiếc E200 Exclusive phiên bản mới V1 năm 2022. Cũng như là những chiếc E180 và những chiếc E khác thôi, chiếc E200 Exclusive này cũng được trang bị thêm rất nhiều option so với những phiên bản trước đây. Chiếc E200 Exclusive năm 2022 này hiện tại đang có giá niêm yết là 2 tỷ 470 triệu đồng. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mại lên đến 70 hoặc 80 triệu đồng nữa các bạn ạ. Và cũng như là chiếc E180, chiếc xe này hiện tại đang có những màu trắng, màu đen và màu đỏ cùng với hai màu nội thất, đó là màu đen và màu nâu, tùy các bạn lựa chọn. Tiếp theo hãy đến với chiếc E300 AMG năm 2022. Chiếc xe mang trên mình một dáng vẻ cực kỳ thể thao, mạnh mẽ và cá tính. Chiếc E300 AMG năm 2022 này hiện tại đang có giá niêm yết là 3 tỷ 129 triệu đồng với chương trình khuyến mại lên đến hơn 100 triệu đồng đấy các bạn ạ. Chiếc E300 AMG 2022 này đang có màu trắng, màu đen và màu đỏ cùng với hai màu nội thất, đó là màu đen và màu nâu da bò. Màu nâu da bò là một màu mà các mẫu xe E khác không có đấy các bạn ạ. Hãy cùng đến với khu vực trưng bày xe SUV. Ở đây chúng tôi có các dòng xe SUV cỡ nhỏ. Ngay bên cạnh tôi đây, các bạn có thể thấy đây là chiếc GLC 200. Chiếc GLC 200 hiện tại đang có giá niêm yết là 1 tỷ 859 triệu đồng. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mại lên đến gần 100 triệu đồng cho các bạn. Không cần phải giới thiệu gì nhiều nữa. GLC 200 có các màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám cùng với hai màu nội thất, đó là màu đen và màu be. Có tuyệt vời không các bạn? Hãy cùng di chuyển lên phía trước một chút. Chúng ta sẽ có chiếc GLC 200 4MATIC. GLC 200 4MATIC phiên bản năm 2022 hiện tại đang có giá niêm yết là 2 tỷ 129 triệu đồng. Có các màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám. Và tương tự như chiếc GLC 200 cũng có hai màu nội thất, đó là màu đen và màu be. Chiếc GLC 200 4MATIC phiên bản năm 2022 này hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mại lên đến hơn 100 triệu đồng đấy các bạn ạ. Đến phần hấp dẫn nhất đây các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng đến với khu trưng bày những chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Có rất nhiều những mẫu xe mà trước đây chưa bao giờ được trưng bày tại showroom Hasako 46 Láng Hạ. Ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc C300 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.
chiếc C300 này màu xanh rõ ràng luôn là chiếc xe lắp ráp không hề có và chỉ còn duy nhất một chiếc tại Việt Nam thôi. Chiếc C300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức này hiện tại đang có giá niêm yết là 2 tỷ 399 triệu đồng và chương trình khuyến mại lên đến gần 100 triệu đồng đấy các bạn ạ. Cùng di chuyển sang phía sau một chút. Chúng ta sẽ có người anh em GLB35 đến từ Mexico. GLB35 này hiện tại đang có màu trắng, màu đen, màu xám và nội thất bên trong là màu đen. Giá niêm yết của chiếc GLB35 được nhập khẩu nguyên chiếc Mexico này là 2 tỷ 849 triệu đồng với rất nhiều vô vàn chương trình khuyến mại dành cho chiếc xe này đấy các bạn ạ. Cùng di chuyển một chút, chúng ta sẽ có phiên bản S450 Formatic là những chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc xe S450 Formatic này chúng tôi đang có rất nhiều màu, đó là màu đen, màu xanh, màu đỏ, ruby light và rất nhiều màu khác nữa mà những chiếc S trước đây không hề có. Chiếc S450 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này có giá niêm yết là 4 tỷ 879 triệu đồng các bạn ạ. Sang trọng thì đã có rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thể thao. Ở bên cạnh tôi đây là chiếc Mercedes AMG GLE53, chiếc xe dân chơi nhìn phát thích ngay. Đây là một chiếc xe đặc trưng của AMG, động cơ i6 thôi nhưng mà lên đến 435 mã lực, cực kỳ khỏe khoắn các bạn ạ. Về dáng xe thì miễn chê rồi, bởi vì là chiếc xe này quá là sành điệu luôn. Ngoại thất màu xanh emerald green, nội thất bên trong màu đỏ, cực kỳ đẹp mắt. Hãy cùng tôi chiêm ngưỡng chiếc xe này nhé. Rất hiếm khi ở trong showroom của Mercedes-Benz chính hãng có những chiếc xe to đến như thế này mà chỉ có ở 46 lá hạ mới có thôi. Ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc GLS 450 màu Diamond White, nội thất bên trong màu đen. Chiếc GLS 450 này đã được độ theo phong cách Maybach. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có cản trước, mặt ca lăng cũng như là la răng hay là bậc lên xuống điện của GLS 600 Maybach luôn. Đây các bạn có thể thấy cực kỳ tiện lợi, rất luxury. Chiếc GLS 450 này hiện tại đang có giá niêm yết là 5 tỷ 139 triệu đồng. Cùng với gói độ này sẽ tăng thêm khá nhiều tiền. Và nếu quý vị muốn sở hữu chiếc xe này với giá cực kỳ hợp lý, xin hãy gọi điện cho tôi. Chúng ta cùng di chuyển sang bên cạnh một chút. Chúng ta sẽ có một loại xe chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Xin giới thiệu Maybach GLS 480. Đây là người em thứ hai trong gia đình Maybach GLS sau Maybach GLS 600. Đây, Maybach GLS 480. Nếu nhìn bên ngoài chúng ta chỉ phân biệt được khác nhau ở la răng và tất cả những cái option ở bên ngoài cũng như ở bên trong sẽ gần giống như Maybach GLS 600 nhưng sẽ ít option hơn so với bản phiên bản cao cấp nhất là Maybach GLS 600. Chiếc xe Maybach GLS 480 này hiện chúng tôi đang có màu trắng, màu đen, màu xám, có thể giao sớm cho quý vị. Và giá niêm yết của chiếc xe này hiện tại đang là 8 tỷ 399 triệu đồng. Nếu quý vị muốn sở hữu chiếc xe này, hãy gọi cho tôi, cam kết với quý vị với mức giá cực kỳ hợp lý. Một trong những điều thú vị của ngày hôm nay chính là đây. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ đẳng cấp này đến đẳng cấp khác. Ngay bên cạnh tôi đây là chiếc xe Maybach GLS 600 được mong chờ nhất trong năm 2022. Có rất nhiều quý vị khách hàng hỏi tôi là bao giờ thì có GLS 600 Maybach về, hay là bây giờ đặt hàng thì có được không? Thì ngay bên cạnh tôi đây, chiếc GLS 600 Maybach đang được trưng bày ngay tại showroom của Hasako 46 Láng Hạ. Nếu quý vị khách hàng nào muốn trải nghiệm xe thực tế, muốn chiêm ngưỡng em nó hay là muốn sở hữu em nó thì hãy đến với tôi. Tôi sẽ giúp quý vị sở hữu chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ thử ngồi vào trong xe xem chiếc xe này luxury đến mức nào nhé. Chúng ta sẽ có rất nhiều option hơn hẳn so với các phiên bản khác. Đây là phiên bản cực kỳ luxury. Đây, bậc lên xuống này. Nội thất đẹp không quý vị các bạn? Đây, cực kỳ đẹp. Với phiên bản 4 chỗ. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời.
Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, siêu phẩm của các loại siêu phẩm G63 trong truyền thuyết thì ngay tại đây, hiện tại ở showroom Hasako 46 Láng Hạ đã được trưng bày. Chiếc xe này đang có màu ngoại thất là màu xanh Kawasaki Blue cùng với màu nội thất là màu nội thất nâu. Ngoài ra chúng tôi còn có màu trắng, màu đen, cực kỳ hot. Để nói về độ hot của chiếc G63 này thì không cần phải giới thiệu gì nhiều nữa phải không quý vị? Bởi vì là cái tên nói lên tất cả rồi, G63 cơ mà. Chiếc xe này hiện tại đang có giá niêm yết là 10 tỷ 950 triệu đồng. Nếu quý vị muốn sở hữu những chiếc xe như thế này, hãy gọi cho tôi cam kết tôi sẽ đưa ra một mức giá cực kỳ hợp lý cho quý vị. Như vậy vừa rồi chúng ta vừa tham quan một vòng showroom của đại lý xe Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Như các bạn đã thấy đấy, ở đây chúng tôi có những dòng xe từ thương mại cho đến đẳng cấp, từ thể thao, cá tính cho đến những dòng xe luxury, xe gì chúng tôi cũng có hết. Nếu các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào, muốn trải nghiệm xe thực tế, muốn lái thử xe, muốn biết về những chương trình khuyến mại linh hoạt hơn, hay là những chương trình trả góp đặc biệt, hay là nếu quý vị và các bạn đang là nhà báo, luật sư, phi công, bác sĩ, hay là người nổi tiếng, hoặc là nhân viên của những công ty, tập đoàn hoặc tổ chức có liên kết với Mercedes, xin hãy gọi cho tôi theo số điện thoại 0989 323 979. Tôi sẽ mang cho quý vị những chiếc xe phù hợp nhất với giá tiền hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.